tiên kính chào bà con và các bạn, chào cả nhà thân yêu. Một ngày mới tràn đầy năng lượng. Hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2024. Đó. Mình được nghỉ ở nhà thì tiến hành công đoàn vô phân đắp gốc cho cây ngô nếp lại lít 68 nghe các bạn. Lúc này thì mới hơn 7 giờ sáng thôi mà trời cũng đã nắng nóng rồi đó, nhiệt độ thì tầm 35-37 độ C. Bây giờ là mình sử dụng chiếc xe rùa. Mình lái đến cái chỗ cho trấu rồi cây vi sinh đồ đó, ba cái cây thực vật thực bì đó các bạn. Mình đem mình băm, mình xay đi, mình nghiền đi, rồi bắt đầu mình ủ. Gọi là ủ thì nói chung mình tấp đóng nó thì khoảng tầm 3-4 tháng rồi nó hoai mục. Rồi mình tận dụng, mình làm cái nguồn phân vi sinh để mà bồi bổ cho đất cũng như là bồi bổ cho cây trồng. Nhất là các cái thửa đất mà nó bạc màu đó các bạn, đất cằn cỗi đó, đất mất chất đó. Thì mình cứ tận dụng được cái gì đó mình tận dụng, chứ còn nó thật ra mà đi mua bên ngoài đại lý phân đó thì nó giá thành nó cao lắm các bạn. Đó, cái nguồn phân tuyệt vời luôn, phân này là không có chê được. Coi như là nó hoai một tự nhiên luôn. Bên cạnh đó là mình kết hợp với phân hóa học NPK. Đó, dân giả thì cứ gọi phân ba màu á các bạn. Rồi mình tiến hành phối trộn rồi mình bón cho cây ngô. Nhiệt độ thì cao, trời nắng nóng, cho nên là bà con và các bạn chúng ta cũng lưu ý, thì mình bón phân không phải là mình rải vô trong gốc nghe các bạn, gốc cây ngô đây nghe. Nó bốc hỏa, nó nắng nóng rồi nó rối loạn tiền đình, rồi nó lên huyết áp là nó chết luôn á các bạn, chết luôn á, chết không cứu được á. Thành ra là mình phải bón xa xa nó ra, cách khoảng tầm 8-10 cm. Rồi quay lại thì mình bón cái phân hoai mục. Phân hoai mục thì vô tư rồi, nó có vô đến gốc cũng không sao, bởi vì nó là xác thực vật. Sau đó thì mình dùng cuốc, mình xáo cái mặt đất đây này, rồi mình tém, mình đắp vô trong gốc nghe các bạn, nhằm là giữ cho cái cây ngô khỏi đổ ngã. Sau nữa là giữ được cái nguồn phân. Và thời gian tiếp theo là mình có tháo nước vào chân ruộng á, thì phân nó cũng không có bị trôi. Theo những cái hàng mà mình rạch đó các bạn, thì đáng ra là mình dùng chiếc máy mini, máy xới cầm tay á, mình làm cỏ rồi mình lên luống, lên hàng luôn. Mình trình diễn cho các bạn cùng xem. Nhưng mà hôm nay là nó sự cố thì cái máy nổ nó không có nổ. Cho nên là phải làm cứu thủ công. Dùng cuốc. Rồi mình đi xả lui. Tém từng hàng một. Thì nếu mà máy móc ngon lành thì mình vừa làm vừa trình diễn, vừa quay vừa ghi lại.
làm tư liệu cũng như là chia sẻ cho các bạn xa gần, các bạn mà đam mê về trồng trọt chăn nuôi xem cho vui. Thì các bạn thấy đó cái lá ngô mà bị sâu nó tấn công ấy, đó là trong những ngày mà mình đi mít đó các bạn, đi làm xa đó, cho nên là không theo dõi xích sao. Thành ra là trong cái thời gian này là cái loại sâu cuốn lá, sâu săn, sâu ăn lá này, rồi sâu đục thanh này, nó tấn công ngô trong cái giai đoạn tăng trưởng hơn 4 tuần tuổi đây các bạn. Trong giai đoạn này là sâu bệnh nhiều lắm. Cho nên là mình về mình thấy cái đám ngô nó sờ sạc ấy. Nó ăn không từ một cái gì mà nó ăn từ cây nhỏ đến cây lớn nha các bạn. Mình thấy nó xót xa quá, cho nên là cũng cấp tốc thôi thì cứ bơm thuốc, cứu được cái gì đó cứu thì coi như là 6-7 giờ tối đó, mình bơm ban đêm các bạn đó, mình bơm ngược lại luôn á. Chứ đúng ra là nó bơm thuốc là trước đó, trước cái hiện tượng mà mình phát hiện ra sâu á, là mình phải bơm trước đó, bơm vào chiều mát à, thì mới hiệu nghiệm. Ban đêm con sâu nó mới mò lên ăn. Còn đây nó vừa lên ăn thì mình, nó gặp mình 6-7 giờ tối mình tưới thì con nào chết chết, con nào sống. Thành ra là mình bơm 2 tối vậy đó các bạn. Thì bữa nay nhìn thấy cây cối, cây ngô thì cũng da dẻ xanh tươi mướt mát rồi đấy, nó cũng vui. Cũng may mà kịp thời, chứ không thì thôi rồi bỏ luôn đó các bạn. Mà phá nhất là cái con sâu mà nó đục thanh, nó đục ngang cái mắt của cây ngô là thôi rồi. Đó, rồi có một cái loại là nó ăn từ dưới cái chân gốc ăn lên. Đó, cây ngô đang xanh tươi và tự nhiên bủn ra rồi ngã ra chết thôi. Đó, lăn củ chiên ra đó rồi chết. Thì sau khi mà bón phân đâu vào đó rồi á, là mình dùng cái cuốc đây này, mình vừa sáo vừa xới vừa nhổ cỏ các bạn. Đó, rồi mình đắp lên trên chân gốc á đó. Nhưng mà nhớ một cái điều lưu ý rất quan trọng, đó là mình không có cuốc sát cái gốc ngô nghe các bạn, nó đứt rễ. Và sau nữa là coi như là chỗ đó chân đất nó mềm, mà mình đưa nước vào là cái cây ngô nó ngã hết. Thành ra là cái lưỡi cuốc cái này là mình chỉ đi giữa hai hàng thôi đó, cứ sáo rồi vét cái đất này lên, đắp lên cái gốc, chứ không phải là cuốc sáo vào trong chân gốc đâu nghe. Đó, có cái gốc không mà đem đào đứt rễ hết thì nó ngã đổ. Thì mình bón đợt phân này á, rồi tạo rãnh lên luống. Sau đó là mình tiến hành mình tháo nước, đưa nước vào cái chân ruộng đó, nhằm cho phân nó phân hủy, giúp cho cây trồng hấp thụ nhanh đó. Và trong giai đoạn này là cây bắt đầu phóng nhụy, làm đồng, bung cờ đó. Thì trong cái giai đoạn này á, mình theo dõi mà cây ngô có cái chiều hướng mà nó trừng lại đó các bạn, thì mình bơm thêm cho nó phân bón lá, phân bón qua lá đó. Đến khi mà nó bung cờ đồng đều thì thôi. Nói chung thì mình làm rồi mình quay, mình trò chuyện cho nó vui, mình lưu lại đây làm tư liệu mình xem. Đó, nhưng mà cái chân ruộng chất đất đây này nó cũng bị bạc màu á các bạn, nó thiếu chất rồi.
Cái nguồn đất ở đây thì làm sao mà bằng các cái nguồn đất bồi phù sa ở miền núi, đất Ba Gian, đất như ngoài 1 tháng 5, đất như ngoài Nghệ An hay là cao nguyên đất Cát Lắc đồ đó, thì nói chung đất tốt, đất Ba Gian mà, đất phù hợp cho cây công nghiệp và cây ăn quả mà. Sau khi mà mình sáo, mình vun luống cũng tầm 15-20 hàng đầu thì mình cũng quay lại đây là để mình làm minh họa thôi nghe các bạn. Chứ còn mà vừa làm vừa quay cho nó hết cái đám ngô thì chắc có lẽ cũng đến khuya mới xong. Đây chỉ làm trình diễn những cái luống đầu tiên thôi, để gói gọn trong một đoạn video clip. Còn mai đây mà khi cây ngô mà nó ra cờ, nó có chàng, có quả rồi đó, thì mình tiếp tục mình quay để mình chia sẻ về trong cái giai đoạn đó, về kỹ thuật chăm sóc trong giai đoạn đó. Giai đoạn đó là phải theo dõi, nếu mà hiện tượng có sâu rệp đồ đó thì lo bơm thuốc, rồi là bơm phân chứ không có đụng vô trong gốc nữa nghe các bạn. Những chỗ nào mà mình thấy nó yếu, gốc nó bị trôi đi do nước mình tưới vô, mình nó trôi nó xói chỗ đó, thì mình dùng cuốc mình đắp nghe các bạn. Thôi thì giờ này cũng đã trưa rồi, thôi mình nắng nóng quá, mình xin tạm dừng lời trò chuyện tại đây. Mai đây ngô bắp đồ nó đẹp rồi mình tiếp tục mình quay, mình chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bây giờ thì trên trời thì mây trắng bay đi, bồng bềnh vậy đó. Giờ nắng nóng các bạn. Mình chui vô cái bụi chuối rồi. Thôi tạm chia tay với bà con và các bạn tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại ở video clip sau. Thân ái chào các bạn.